Thưa quý vị các bạn, nhằm tạo tinh thần đoàn kết giữa đoàn viên thanh niên với cán bộ chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang đang đóng quân trên địa bàn hải đảo xa xôi trong những ngày giáp Tết, huyện đoàn Kiên Lương phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hòn Nghệ tổ chức chương trình Xuân yêu thương Tết hải đảo. Chương trình được diễn ra từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 2 năm 2018 với nhiều hoạt động như tổ chức các trò chơi dân gian giữa đoàn viên thanh niên, các em thiếu nhi, học sinh, chiến sĩ biên phòng trên địa bàn xã với các cơ sở đoàn trực thuộc, tổ chức làm vệ sinh khu dân cư, khu vực bãi biển gắn với tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường, thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách và trao 20 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn xã. Riêng về bản thân á thì thấy cũng có xúc động, có cái là mấy em cháu đã còn nhớ đến cái lứa tuổi tụi tôi, có quá trình của tụi tôi đã đến thăm, thì đó là cái muốn nói là rất cảm ơn các đoàn thể còn nhớ đến, cái rất xúc động và cảm ơn. Thông qua nhiều hoạt động, chương trình Xuân yêu thương Tết hải đảo không chỉ tạo không khí vui tươi phấn khởi trong quần chúng nhân dân mà còn thể hiện được tinh thần đoàn kết, sự giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa đoàn viên thanh niên trong huyện với đoàn viên thanh niên xã đảo Hòn Nghệ và bộ đội của trạm biên phòng Hòn Nghệ. Khi tham gia chương trình Xuân yêu thương Tết biển đảo thì em cảm thấy vô cùng hạnh phúc và vui, và cảm thấy yêu quê hương Kiên Lương, Kiên Giang mình hơn. Và em muốn gửi gắm tất cả mọi người là cần phải chung tay bảo vệ biển đảo quê hương và bảo vệ môi trường biển. Thì, thông qua cái chương trình thì nhằm nâng cao cái nhận thức của đoàn viên thanh niên về cái chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia, cũng như là về cái vị trí, cái tầm quan trọng của biển đảo trong cái chiến lược phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước. Trước thêm năm mới Mậu Tuất 2018, chương trình Xuân yêu thương Tết hải đảo đã góp phần tạo điều kiện cho gia đình chính sách, các em học sinh nghèo, đoàn viên thanh niên và bộ đội biên phòng xã đảo Hòn Nghệ được đón Tết Nguyên Đán trong không khí vui tươi đầm ấm.